Xin chào quý vị các bạn đã quay lại kênh về YouTube của mình, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách là khi quý vị các bạn chiếc camera bị ngoại tuyến và hay là các bạn hãy đổi mật khẩu wifi và chiếc camera hiện tại chỉ không xem được quý vị các bạn nhé, ở trên điện thoại này. Đấy, không xem được thì chúng ta phải làm nào? Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ phải bấm nút reset của chiếc camera. Thì chúng ta sẽ phải đi lại một cái tab để reset chiếc camera của DND, thì các bạn sẽ gạt cái mắt camera lên và chúng ta reset. Đây là mình sẽ hướng dẫn cứ các bạn cách reset và kết nối lại cho chiếc camera DND. Đấy, như thế này là các bạn sẽ bỏ tay ra và chúng ta hãy đợi chiếc camera khởi động lại. Và chiếc camera đang khởi động lại các bạn nhé. Các bạn hãy đợi chiếc camera khởi động xong thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Và chiếc camera khởi động xong thì các bạn, bây giờ mình thử các bạn nhé. Các bạn bấm dấu cộng này, các bạn bấm là camera wifi và các bạn quét mã vạch của chiếc camera ở phần tem lấy điện thoại đấy các bạn nhé, và các bạn bấm vào cái kết nối qua mạng không dây, các bạn tích vào đó và các bạn bấm tích vào đây, các bạn bấm chữ tiếp theo và các bạn cho phép. Và lưu ý là các bạn sẽ phải đánh mật khẩu wifi chuẩn xác giúp mình quý gọi nhé, mật khẩu wifi 123456789 cộng, các bạn bấm tích vào đây, các bạn bấm vào chữ là bắt đầu kết nối cấu hình và các bạn bấm chữ kết nối. Và quý vị các bạn hãy đợi cái camera kết nối với cả cái wifi mới quý vị các bạn nhé. Và cái việc đây thì việc cài đặt đã thấy báo là trên phần mềm là đã thêm thành công các bạn nhé. Và cái bước này thì các bạn có thể là đổi mật khẩu hay các bạn có thể bỏ qua, là mật khẩu nó sẽ mặc định theo cái ở trên tem hoặc là mặc định các bạn nhé. Các bạn bấm chữ bỏ qua này và chiếc camera đã được gắn vào tài khoản và chúng ta có thể quản lý ở trên tài khoản các bạn nhé. Và lưu ý các bạn muốn tắt loa thì các bạn bấm vào đây và các bạn bấm biểu tượng này này. Đấy. Ở đây mình đã hướng dẫn với các bạn cách kết nối, cách reset và cách kết nối lại wifi khi quý các bạn thay đổi wifi bất kỳ nào đấy. Thì cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video về phần kết nối, phần reset và phần kết nối lại wifi cho chiếc camera DND mã là TCH332N quý các bạn nhé. Và cảm ơn quý các bạn đã theo dõi, thì các bạn chúc quý vị các bạn thực hiện thành công. Và quý vị các bạn nếu quý vị các bạn trong quá trình cài đặt không thành công thì các bạn có thể để lại comment ngay ở dưới video này
hoặc là gọi điện thoại hay là chat Zalo với số điện thoại mình để bên dưới quý bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn và chúc quý các bạn thực hiện thành công. Và quý vị các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông quý các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn giúp mình, hãy hỗ trợ giúp đỡ mình để mình còn nỗ lực ra nhiều video hơn bằng cách là các bạn hãy bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video đó, và để các bạn sẽ có thể là sử dụng video đó để chúng ta áp dụng vào cái việc sử dụng cho những chiếc camera nó sẽ thanh tạo hơn và sẽ sử dụng tối ưu cái chiếc camera các bạn đang sử dụng. Và ngoài ra thì các bạn có thể là mình sẽ có nhiều video để về các thiết bị khác thì các bạn cũng có thể nhận được luôn. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn, hẹn quý các bạn ở video tiếp theo.